Kính chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa nha. Mến chào anh Lợi ơi. Mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lợi Nguyên. Thì hôm nay là em làm clip này là thứ 465 nha bà con. Hôm nay là cũng ngày thứ hai đầu tuần nha. Em làm clip này để giao lưu sale một số món hàng cho bà con của mình. Giá nói chung là chỉ có ngày hôm nay thôi nha. Rất là hữu nghị cho bà con của mình sưu tầm luôn. Qua số điện thoại em 0772 877278 nha bà con. Đầu tiên cho em xin giới thiệu đây là mã số 1 chết nha. Đây là một cái sông trầm đỉnh kỳ lân rất là đẹp luôn nha bà con, bằng đồng nha. Chiều cao này em đo là 12 thôi. Hoành bụng này là 29 nha bà con, rất là đẹp nha. Đây. Giờ bà con mình để trầm hương vào mình đốt nha. Cái này em cho luôn bà con có giá là 600 000 đồng nha. Đây 600 000 em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Đến với mã số 2 dách. Đây là một cái bát hương nhỏ nha bà con, bằng đồng luôn. Rồi chiều cao năm đó là 5 phân, đường kính miệng là 8 phân thôi. Rất là đẹp nha bà con. Đây hàng này cũng gần bây giờ thôi nha. Đây bát hương nhỏ cho bà con của mình để bàn ông địa này kia rồi nha, rất là duyên. Đây. Bao bà con mình về kiểm tra hàng, test hàng luôn. Giá giao lưu bà con của mình là 400 000 thôi nha. Đây 400 000 đồng. Mã số 3 dách nha. Đây là một cái bát hương lớn nha bà con, hai con rồng rất là đẹp luôn. Rồi chiều cao này là khoảng 11, đường kính em đo là 19 phân đi. Đây hoành tổng em đo như thế này là 45 nha. Đây rất là đẹp nha, bát hương này nặng khoảng 800g thôi. Đây 800g thôi nha bà con. Rồi giá em giao lưu bà con mình 700 ngàn thôi nha. Đây 700 ngàn đồng. Đây giá hôm nay là giá em sale chỉ có ngày hôm nay thôi nha bà con. Đến với mã số 4 dách, một cái chuông đồng xưa luôn. Đây chiều cao em đó là 9 phân, đường kính miệng là 11 nha. Hoành bụng này là 39 nha bà con. Cái chuông này thì cân nặng cũng khoảng chừng 600g thôi nha. Đây về bà con mình chà cho xin đánh bóng lên. Đây, âm thanh ngắt dắt thời gian nha. Đây. Rồi chuông này em giao lưu bà con của mình là 500 ngàn nha. Đây 500 ngàn đồng thôi nha bà con. Bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Đến với mã số 5. Mã số 5 này là một cái bức tượng là long phụng xung quầy. Rồi chiều cao này em đo là 26, chiều ngang tổng là 21 nha bà con. Rất là đẹp nha. Cân nặng 2kg. Đây nặng 2kg luôn nha bà con. Đây giá hôm nay em để cho bà con mình là 1.700.000 đồng thôi nha. 1.700.000 đồng. Rồi mã số 6 dách. Đây một con sư tử nha, rất là đẹp, bằng đồng luôn nha bà con. Chất liệu bằng đồng, hàng này người ta trưng bày cũng thời gian rồi nha. Chiều cao là 27, chiều dài tổng thể là 40 nha. Hoành em đo vị trí này là 38 thôi. Đây sư tử này cân nặng 3.7kg luôn nha bà con. Rất là nặng, rất là to. Đây bà con mình trưng rất là đẹp nha bà con, sư tử nha. Đây. Rồi con này em giao lưu bà con mình có giá là 2.200.000 nha. Nặng là 3.7kg luôn nha bà con. 3.7kg luôn nha, 2.200.000 đồng thôi. Đến với mã số 7 em có một cây càng. Càng bằng đồng xưa nha bà con. Hàng này là hàng mình trưng demo rất là đẹp. Hàng này là của Mỹ nha. Hàng của Mỹ xưa nha. Chiều dài là 50. Chiều ngang như thế này là khoảng 13 thôi. Đây, hàng mình trưng demo. Và bà con mình nếu mà chỉnh sửa được thì vẫn thổi được bình thường nha. Bằng đồng hết nha bà con. Cái này thì nặng cũng khoảng chừng 900g thôi nha. Giá giao lưu bà con của mình là 500 ngàn. Đây 500 ngàn đồng thôi nha bà con. Đến với mã tiếp theo là mã số 8 dách. Một cái bàn ủi con gà nha. Bằng đồng rất là to luôn. Chiều cao này em đo bao gồm cán luôn nha. Là 23. Tổng cái hoành đế luôn là 65. Bàn ủi này thì nặng 7kg luôn nha bà con. 7kg luôn nha. Đây 7kg. Mặt bên trong đây. Về bà con mình chà dây sinh đánh bóng lên nha. Lên màu đồng lên là rất là đẹp. 7kg nha bà con. Đây. Rất là nặng. Giá giao lưu cho bà con của mình nha là 3.500.000. Đây là 3.500.000 đồng thôi. Giá em đã bao gồm rồi, giờ bao vào phí ship rồi nha bà con. Hôm nay em cũng đã giảm luôn rồi đó nha. Chỉ duy nhất có ngày hôm nay thôi. Mã số 9 dách nha. Một hộp trang điểm xưa. Đây khẩm này là người ta khẩm sơn mài nha bà con. Chiều dài 6 phân nha. Còn chiều dài là 22. Chiều ngang là 12. Đây này sơn mài. Hộp này thì cũng xưa rồi nha bà con. Của người xưa người ta dùng trang điểm để đồ rồi đó nha. Nhưng mà lành tích liền đạt hết. Bao cho bà con của mình về kiểm tra hàng thoải mái nha. Cái này giá chỉ có 400 ngàn thôi. Đây 400 ngàn đồng thôi nha. Đến với mã tiếp theo số 10. Em có một cái quạt rất là... Cái hộp đựng quạt và đựng thuốc luôn nha bà con. Bằng hộp nhôm nha. Chiều dài là 10 phân thôi. Chiều ngang là khoảng 7 phân. Rất là tiện lợi bà con mình để khoảng tầm chừng 10 tới 15 đứa thuốc nha bà con. Đây bà con mình để thuốc vào đây và mình kéo lên nha. Đây. Rồi để cái hộp quẹt ra vào.
mình xài hết ga thì mình bỏ thôi, mua cái hộp quẹt ga thôi nha. Mà cái hộp quẹt này nó không có vừa nha bà con, bà con mình chọn đây, hộp quẹt nhỏ chút giùm em nha. Nhỏ tí xíu nha. Cái này thì em giao lưu bà con mình 300 ngàn thôi nha, 300 ngàn đồng thôi. Nhưng mà em không có kèm hộp quẹt về, bà con mình tự gắn vô nha. Rồi, đến với mã số là 11, em có một cây kiếm phong thủy nha bà con. Gỗ nha, kiếm này thì vỏ bằng gỗ. Chiều dài này tổng thể em đo luôn là 100. Chiều ngang như thế này là 5 phân nha bà con. Đây này là mã viền đồng hết, người ta đã ốp một viền đồng đây hết trơn rồi, lông phụng rất là đẹp nha. Bà con mình xem kỹ luôn em, dài 1 mét. Đây mình trưng trong nhà mang tính chất phong thủy rất là tốt nha. Thợ người ta cũng trưng rất là nhiều. Đây nơi này nó tới hai cái thử nha bà con. Đây cái này thì nó không có bán lục thôi, chủ yếu là mình ta trưng phong thủy này là lông phụng nha bà con, lông phụng. Đây rất là đẹp nha bà con. Đây trưng nhà rất đẹp. Cặp này em giao lưu bà con mình 2.900.000 nha, 2.900.000 bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Rồi đến với mã tiếp theo, mã số 12. Mã số 12 này em có một cái hộp xưa, hộp này là hộp Nhật xưa nha bà con, dùng để người ta đựng đồ trang điểm, trang sức từ xưa của ngày xưa đó nha. Chiều cao này là 40, hoành tổng là 54 nha bà con, cao 40 hoành 54. Hộp này là em bao tuổi đời xưa cho bà con của mình luôn nha. Hàng này là của người ta, của người Nhật. Đây vẫn còn bình thường hết luôn, không có lỗi hết nha. Đây cái mộc đây vẫn còn cái mộc cái này mà ốp mã đồng lên luôn đi nha bà con, hàng của Nhật xưa đó nha. Giá giao lưu bà con mình là 1.000.000 đồng thôi nha. Đây 1.000.000 đồng bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Đến với mã số 13, em có một cái bình rượu luôn. Bình rượu này người ta cũng đã xài sử dụng rồi nha, cũng qua thời gian 5 tháng, cái này giống như là của anh vậy nha bà con. Rồi chiều cao này em đo là 28 nha, chiều dài bình rượu là 29. Đây bình rượu này cũng to nha, cái hoành bụng này tới là 71 luôn nha bà con. Còn lần tích hết nha, liền lạc hết, rất là tốt. Đây vẫn còn tem đây nha bà con. Giá giao lưu bà con mình là 500 ngàn thôi nha. Đây 500 ngàn đồng thôi. Giá này đây là giá giống như giá khuyến mãi hàng ngày luôn nha bà con, chỉ có ngày hôm nay thôi nha. Rồi đến với mã số 14 dắt. Đây em có một bức tranh con cọp cẩm xà cừ xưa. Tranh này là tranh xưa nha, chiều dài này em đo 59, chiều xuôi này là 39 nha. Nó cứ bị lỗi chỗ này chút xíu thôi, chỗ cái góc này thôi nên mình không, nhưng mà không sao. Bà con của mình mà sưu tầm những tranh xưa thì những bức này thì rất là đẹp, cọp cẩm xà cừ hết tranh xưa bao bà con của mình luôn nha. Sau lưng đây có móc mình treo tường nha bà con. Cái này em giao lưu bà con mình giá chỉ 500 ngàn thôi. Đây 500 ngàn đồng thôi nha, để bà con 400 thôi. Rồi 400 ngàn luôn, giá khuyến mãi luôn đi. Thì duy nhất có ngày hôm nay thôi nha bà con. Tiếp theo là mã số 15. Mã số 15 là em có về được một bộ lươn nữa nha bà con. Đây rất là đẹp luôn, bộ lươn vừa rồi thì em cũng giao lưu rồi mới về được bộ này nữa nha. Lươn này là lươn 5 bộ nha bà con. Đây lươn 5 bộ xưa, bao cho bà con mình từ 3-40 năm trở lên chứ không dưới nha, nhiều khi người ta trên nữa nha bà con. Thì em cũng nói cho bà con mình tầm bao nhiêu thôi. Đây chiều cao này em đo là 54 lần nha bà con. Đây lươn trái đào, hoành tổng em đo là 71, hoành chân đế này là 63. Cái đỉnh này không là nặng 5,5 kg đi. Cho em xem phía trong anh ơi. Đây đỉnh nặng 5,5 kg nha. Đưa bao bảo đảm bao bà con mình là hàng xưa nha. Này là em đã vệ sinh lên rồi, chả đánh bóng rồi nha bà con. Nhiều khi bà con mình muốn về bà con mình kêu trà, sẵn em trà luôn. Rồi bộ đây là cặp chân đèn. Chân đèn này chiều cao là 48, đường kính mặt mâm này là 26 nha. Đây cặp chân đèn này thì nặng khoảng là 6 kg. Bộ này cũng tầm 11 kg thôi nha. Đây gần 11 kg đi. Đây rất là đẹp nha bà con. Đây bao chuẩn cho bà con cái mình luôn nha, lưu xưa. Giờ bà con mình cứ kiểm tra hàng thoải mái, không đúng hàng xưa bà con mình hoàn trả lại cho em, không tốn ngàn phí ship nào đâu nha. Bộ này giao lưu bà con mình giá 6.800.000 nha. Đây 6.800.000 một bộ này nha bà con. Đây lưu năm quế năm bộ xưa nha. Tiếp theo là mã số 16. Đây em còn một cái bình trà, bình trà 5 lít nha. Bình này là bình lái thiêu. Đây bình này cũng tuổi đời cũng vài chục năm rồi nha bà con. Chiều cao này em đo là 23, hoành bụng tổng là 60 nha. Hàng này làm tích hết bao cho bà con của mình luôn nha, rất là đẹp. Lái thiêu xưa, làm kiểu gia lưu đó nha bà con. Đây con mình xem giùm em đây nha. Đây đứt bình đây, bao cho bà con mình tuổi đời luôn. Giữ bà con mình cứ hoàn trả lại cho em luôn nha. Hôm nay em để cái bình này giao lưu bà con mình giá 1.200.000 thôi. Đây giá rất là hữu nghị cho bà con mình nha, bình 5 lít nha bà con, bình lái thiêu xưa nha.
Rồi đến với mã tiếp theo là mã số 16, mẫu 17. 17 này là một cặp bình bông chim chim công nha. Rất là đẹp luôn. Đây hàng này cũng tầm khoảng chừng mười mấy 20 năm đổ về thôi. Chiều cao em đó là 49 nha. Đường kính miệng 17. Hoành bụng này là 64 nha bà con. Đây mã một lớp viền đồng nano hết rồi. Viền đồng mặt hết luôn nha. Tình trạng lành tích liền lạc hết, bình này to bự lắm nha bà con. Hai bình như nhau nha bà con. Rất là đẹp. Đây, con xem kỹ giùm em. Mã viền đồng dành rất là sang nha. Rồi cặp này em giao lưu bà con mình có giá là 2.300.000 thôi nha. Đây một cặp luôn nha bà con, 2.300.000, bình rất là lớn nha bà con. Đến với mã số 18. Đây em có một cái mâm tứ linh. Đây mâm tứ linh rất là đẹp luôn, long lăng quy phụng nha. Đường kính mâm này là 61 nha bà con. Đây chính giữa là chữ phước. Đây nặng 1,5 kg luôn nha. Sau lưng có cái móc bà con mình để chồng treo tường luôn đây. Đây hôm nay em sale để giá hữu nghị cho bà con của mình luôn, giá thu hồi lỗ vốn luôn, lỗ tiền ship luôn nha. 1.400.000 thôi. Đây 1.400.000 đồng thôi nha, em bao ship tặng nhà cho bà con của mình luôn, mâm nặng 1,5 kg luôn nha bà con. Rồi. Tiếp theo là mã số là 19 nha. Mâm này là mâm cửu long. Đây chín gồng nha bà con. Đường kính mâm này là 51 nha. Đây mâm này thì nặng khoảng là 1,3 kg. Đây mâm rất là nặng nha, xung quanh 12 con giáp. Mâm treo tường. Đây, giá giao lưu bà con của mình là cũng là 1 triệu thôi nha. Đây 1 triệu đồng thôi một cái mâm như thế này nha bà con. Quá rất là rẻ à nha. Đến với mã số 20. Đây một cái thao đồng luôn nha. Đường kính thao là 38, chiều cao thao này là khoảng 10 phân thôi. Chiều sâu lọt lòng này khoảng nghiêng nhiều khoảng 14 nha bà con. Này người ta đã khắc chết trơn rồi, gồng cũng nước nha. Hoa văn rất là đẹp. Đây thao này thì nặng tới là 1,6 kg lần nha, 1,6 kg 7 kg. Đây liền lạc làm tích hết. Giá giao lưu bà con mình 1.900.000 nha. 1.900.000. Hàng này về bà con mình chà rửa vệ sinh đánh bóng lên giùm em, sáng lên rất là đẹp nha. Mã số 21 cũng là một cái thao xưa luôn. Thao này là thao xưa bao bà con mình nha. Đường kính cái thao là 36 thôi. Còn chiều sâu như thế này em đo là 7 phân nha bà con. Làm tích liền lạc hết. Đây bà con mình chà lên nữa nó còn vàng thêm nữa nha bà con, lên màu đồng nữa nha. Rất là đẹp nha bà con. Đây. Đây. Con xem giùm em. Mặt bên dưới đây nha. Cái này thì nó cũng không có nặng lắm đâu. Tầm khoảng 900g thôi. Giá giao lưu bà con mình 1.800.000 nha. 1.800.000 đồng bao ship toàn quốc bà con của mình luôn. Tiếp theo là mã số 22. Mã số 22 này là một bộ bộ tranh là tứ đại mỹ nhân nha. Rất là đẹp, tranh gốm vẽ tay nha bà con. Chiều cao này em đo là 54. Chiều ngang một miếng là 21 thôi. Tổng hết là 86 nha. Hàng này treo tường làm tích liền lạc hết. Đây tứ đại mỹ nhân rất là đẹp. Này miếng này là dày 2 phân nha. Lỗ này rất là tốt, bà con mình về kiểm tra hàng. Rất là đẹp nha bà con. Đây bộ này hôm nay để giá hữu nghị cho bà con mình là 2.400.000 thôi nha. Nguyên một bộ luôn, 4 miếng nha bà con. Này đều là tranh gốm hàng vẽ tay hết nha. Đây 2.400.000 đồng thôi. Chỉ nhằm một miếng chỉ có 600.000 thôi nha bà con. Rồi đến với mã tiếp theo là 23. Đây một cái đồng hồ quả lắc nha. Đây em đo. Chiều cao này em đo là 67. Chiều ngang mặt chân đế là 44 nha bà con. Đây tổng hoành đế này em đo luôn là 102 đi. Hàng này thì bà con mình về gắn pin vô mình xài thôi. Rất là sang trọng nha. Đây đồng hồ quả lắc hàng bây giờ. Hàng này là hàng của Korea nha bà con, Hàn Quốc nha. Nhưng mà làm theo phong cách của châu Âu, gỗ này là gỗ mun đuôi cong. Hàng bao bà con mình gỗ rất là chắc luôn nha, không hề bị một mối nào ăn luôn nha. Rất là đẹp đây. Phong cách châu Âu rất là đẹp nha bà con. Đây mặt sau lưng đây. Đây cái tủ này trong cái hộp máy này nha. Con mình xem giùm em. Rất là đẹp nha. Rồi cái này em giao lưu bà con mình giá chỉ là 2.600.000 thôi nha. Đây rất là dễ sử dụng. Bao ship tặng nhà bà con của mình luôn, 2.600.000 thôi, rất là rẻ nha bà con. Đây dễ cho bà con mình giao lưu. Đến với mã 24 cũng là mã cuối clip ngày hôm nay. Một cây quạt nha, treo tường bằng đồng nha bà con. Chiều cao này em đo là 67. Chiều ngang 120. Quạt này là quạt anh hùng tương ngộ nha. Đây anh hùng tương ngộ rất là đẹp cho bà con của mình luôn. Cây quạt này nặng tới 2,4 kg luôn nha bà con. Đồng dập nổi nha. Về bà con mình vệ sinh trà bóng lên lên màu vàng lên rất là đẹp. Hôm nay em để cái giá sale cho bà con mình thu hồi vốn luôn nha. Giá là 2.800.000 thôi nha.
bao ship tặng nhà bà con. Giá sốc nha bà con, giá này là quá rẻ. Đây chỉ có ngày hôm nay thôi nha bà con, giá này em để hôm nay cứ ngày xem hôm nay thôi nha. Lâu lâu chúng em có một cái clip gọi là tri ân đó bà con. Dưới sẵn là xả hàng ra để thu hồi vốn để mua những mặt hàng mới giao lưu cùng với bà con của mình nha. Và đây cũng là tác phẩm cuối clip, em cũng xin mến chào bà con nha. Rất cảm ơn bà con đã xem kênh và ủng hộ kênh suốt thời gian vừa qua. Em cũng xin mến chào và hẹn gặp lại. Thân ái mến chào và tạm biệt quý bà con. Hẹn gặp lại quý bà con vào đôi khung giờ 12 giờ cũng như 7 giờ tối như thường ngày nha bà con. Mến chào và tạm biệt.